Chào các bạn, trước mắt các bạn đây là một chiếc quay tàu và đang gắn bình xăng con Dream. Thì video clip hôm nay hướng dẫn các bạn canh chỉnh cái bình xăng trong thực tế. Thì trước khi canh chỉnh là chúng ta đã lắp nó vào rồi, và các mối lắp ở dưới chân cũng như ở trên co này là phải tuyệt đối kín, không thể bị xì được. Bị xì thì chúng ta không canh được. Ngoài ra chúng ta cũng chú ý là vệ sinh cái lọc gió này, lấy miếng mút rồi chúng ta sẽ thổi sạch bụi bên trong cái hộp gió này. Mọi thứ đã sẵn sàng hết rồi thì chúng ta mới tiến hành canh được. Và trước khi canh chỉnh bình xăng thì chúng ta phải cho xe nổ máy trong khoảng 3 phút. Để làm gì? Để cho cái máy nó đang nguội lạnh nó sẽ nóng lên và dầu nhớt nó bôi trơn đều ở trên trong lòng xi lanh cũng như trên đầu kỳ lát cam cò xúc bắp nó nhẹ. Và cũng thêm một điều rất quan trọng, tức là khi cái bùng nổ nó nóng lên á, thì xăng nó mới bay hơi đúng theo cái thực tế khi nó làm việc sau này. Khi xe chạy nóng lên là cái điều kiện làm việc mình canh để cho lúc xe chạy, do đó mình phải chờ máy nóng lên thì mình canh mới chính xác. Rồi, xe này thì đã được nổ máy trước đó khoảng 3 phút để cái thời gian ta trình video cho ngắn gọn. Thì bây giờ tôi sẽ nổ máy lại, và tức là máy đang nóng đó, và tiến hành canh. Thì đối với bình rim á, thì thường các cái vòng gió nó trong khoảng từ 1 vòng tới 2 vòng, tối ưu nhất là 1 vòng rưỡi. Nhưng mà xe này xe Trung Quốc và xe cũ nữa thì có thể là cái dàn hơi nó kém đi thì không ra được nhiều như vậy. Nhưng mà chúng ta sẽ tiến hành canh, và tôi hướng dẫn các bạn là cái cách đơn giản để canh đó. Rồi chúng ta sẽ cho nổ máy và chúng ta giữ cái ga cho đừng tắt, rồi chúng ta tiến hành canh ha. Xiết gió vô coi xem cái bình này FP như thế nào ha. Nếu ta xiết gió vào mà nó tắt á, ở bình này FP tốt. Đây vô góc tư này vô bắt đầu nó khựng nè. Chưa hết nữa đã tắt rồi. Thì như vậy bình này là chỉnh sẽ FP tốt ha. Giờ tôi trả ra trước một nửa vòng đi. Rồi tôi nổ máy lại. Thấy là đang dư cái tiếng nó rất là ù à, nghe tiếng chiếc xăng dư à. Rồi người ta phải trả ra thêm. Các bạn thấy tôi ra thêm một góc tư nữa thì tiếng máy nó tròn hơn rồi đó. Lên thêm chút nữa lớn lên nè, lớn lên nè, rồi nó đều hơn à. Còn nếu ta thử kiểm tra người ta trả trở lại, giật xe liền nó muốn tắt, người ta trả nó ra nha. Là như vậy đang chỉnh đúng hướng, tức là ra hiện giờ ra nửa vòng gần góc tư, tức là 0,75 vòng rồi đó. Các bạn để ý thấy tiếng máy khá tròn. Bây giờ tôi ra thêm, có thể thêm một góc 8 vì tôi có cảm giác là nó gần tới cái điểm chuẩn của nó rồi. Chúng ta nghe tiếng máy rất là tròn nè. Tôi ra thêm, nếu cái mặt vít này nằm ngang là được một vòng gió đó, là vòng gió là tiếng máy tròn nè. Lại vì đi này là đang được một vòng gió rồi các bạn. Tôi ra thêm miếng nữa làm sao. Chúng ta nghe tiếng máy chậm lại và nó khựng. Ra thêm miếng nữa sao các bạn. Coi như là cái này một vòng 1/4, ta nghe máy giật rõ ràng là đang quá thiếu nè, rồi nó tắt luôn. Do đó chúng ta biết cái giới hạn là ra tới đây là quá thiếu là tắt, là một vòng 1/4.
thì chúng ta sẽ trả lại ở cái vị trí trước đó mà nó còn tròn á, tức là một vòng gió. Rồi tôi nổ máy lại. À, chúng ta thấy đang để một vòng gió đó ha, là tròn, tiếng máy tròn đều, chúng ta ra một góc tư. Chúng ta thấy máy nó giật và từ từ nó liệm dần. À, thì tôi trả lại một vòng gió. Nếu tôi vô một góc tư, chúng ta cũng nghe cái tiếng máy nó cũng từ từ nó chậm dần. Nó dư nè, chúng ta phải trả lại. À, và cuối cùng cái vị trí mà ở một vòng gió, mặt vít nằm ngang, vị trí vòng gió là cái vị trí là garanti chuẩn nhất, thì chúng ta sẽ dừng lại ở vị trí này. Tức ra thêm nữa nó cũng thuận, mà vô thêm nữa thì nó cũng thuận máy. Ở đó vị trí này vị trí tốt nhất, chúng ta nhỏ garanti lại, có thể nhỏ garanti lại hơn một chút nữa. Rồi như vậy tôi đã canh xong cái bình xăng rim cho cái xe quay tàu này. Garanti của cái xe này nó có thể nó không được nhuyễn lắm, vì lý do đơn giản đây là chiếc xe Trung Quốc, xe cũ rồi. Cam, cò, xúc bắp gì cũng đồ cũ hết. Và tôi còn phát hiện thêm nữa là nó đang, các bạn thấy là nó đang ra khói trắng đó các bạn. Ta thấy đang ra khói trắng đó. Do đó là cái sức hút nó kém, thì gan ti chúng ta đang chỉnh cho thực tế cái xe này là ra có một vòng gió thôi. Rồi vừa rồi tôi hướng dẫn các bạn canh cái bình xăng rim trên một chiếc quay trăm Trung Quốc, thì xe cũ, máy móc cũ nó cũng hở bạc lên nhớt rồi, nó ra được có một vòng gió thôi. Còn nếu mà chúng ta gắn vào xe tốt, gắn vào những cái xe Nhật đang còn tốt, những xe mới, thì đảm bảo rằng là chúng ta gần như chúng ta có thể để nguyên cái bình rim người ta xuất xưởng, người ta đang để vòng rưỡi đó. Bạn cứ để nguyên vậy, bắt vô là chạy thôi, không cần canh gió lại. Nếu chúng ta canh thì chúng ta cũng sẽ thấy là nó cũng xê dịch rất là ít, nó trong khoảng từ một vòng tư tới một vòng sáu, vòng bảy. Do đó thì chúng ta phải hiểu rằng, tức là rất nhiều bạn là mua cái bình xăng mới vào rồi bỏ vào xe, cái xe cũ, mua bình Centarim, của Thành Đạt đó, mới vừa bỏ vào cũng cái chiếc xe rim luôn, bảo sao tôi chạy nó giật giật, hoặc là bảo chạy nó hao xăng, thì cái đó do tùy cái tình trạng xe. Chúng ta canh theo cái đúng cái tình trạng xe thì nó sẽ chạy tối ưu. Mặc dầu nhà sản xuất thì người ta để đó, như cái bình rim này, bình này là bình Centarim các bạn. Centarim có logo tròn ở trên cổ bình với có chữ Centa. Đã để đúng vòng rưỡi. Tôi kiểm tra nè. Nửa vòng nè, một vòng nè, vòng rưỡi. Người ta xuất xưởng người ta sẽ để đúng vòng rưỡi. Nhưng mà mình bắt vô xe mỗi khác, thì phải chịu khó chỉnh dính gió này lại. Dít gió này không phải là để chỉnh lớn nhỏ, mà dít gió này để chỉnh tỷ lệ xăng gió. Chúng ta càng ra gió thì nó càng nhiều gió, nó bớt xăng lại. Thì để cho dễ nhớ thì nó là càng ra gió, nó càng tiết kiệm xăng, nó càng ít hao xăng.
nhưng mà chúng ta ra nhiều quá thì nó không có xăng, nó không chạy được. Đó là cái nguyên tắc chỉnh là ra gió cho nó đúng, chứ không phải là ra gió cố cho ra gió thật nhiều, ra gió cho đúng một dòng cũng được, một dòng rưỡi cũng được, miễn sao nó đúng là được. Còn cái con ốc ở giữa nè, con ốc mà ngay cục ga này là con ốc chặn để lấy lớn nhỏ. Chúng ta muốn lớn nhỏ là chúng ta chỉnh ốc này, tiếng máy nổ garanti lớn nhỏ chỉnh ốc này. Còn chỉnh xăng gió, giàu xăng nghèo xăng, tức là càng ra thì càng ít hao xăng, nhưng mà ra quá thì nó sẽ không chạy được, càng vô thì nó càng nhiều xăng lên. Thí dụ chúng ta siết cứng luôn là chạy rất hao xăng, vì nó nuốt xăng lên không thôi, nó không có nuốt gió. Ở đó là phải chỉnh đúng ha, chỉnh vị trí đúng là chạy tối ưu, tức là mạnh máy nè, tiết kiệm xăng nè, và garanti đều không có chết máy. Rồi đó thì tôi hướng dẫn qua cái cách canh garanti. Gần như là garanti là nó sẽ tham gia vào chạy ga đầu và cái bình xăng chuẩn rồi. Nếu ta canh garanti đúng thì đầu xuôi đuôi lọt thì các thứ khác nó sẽ đúng hết thôi. Còn rít lơ chạy ga cuối thì bình xăng nào gắn đúng xe đó thì chúng ta chẳng quan tâm rít lơ là bao nhiêu nữa, vì để vào là nó đúng rồi. Ví dụ bình rim gắn xe rim thì ga cuối vặn rác máy, chúng ta không quan tâm tới rít lơ bao nhiêu, ga cuối như thế nào không quan tâm, chỉ cần vệ sinh sạch lọc gió là được. Còn chỉnh vít gió là chính là để chỉnh tỷ lệ xăng giữa gió với con bét phụ, là để chỉnh mạch garanti đó. À, vít gió bên trái nè, à, là để chỉnh xăng giàu nghèo, chúng ta nhớ vậy. Chứ đừng có lấy cái con ốc này hiểu lầm là chỉnh lớn nhỏ là chỉnh con này là chết nha các bạn. Vít gió không phải để chỉnh lớn nhỏ, vít gió để chỉnh tỷ lệ xăng gió cho chuẩn nhất. Rồi, thân ái chào các bạn.